Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác quay trở lại với những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện giờ thì Mỹ Lử đang có mặt ở dưới đỉnh chân dốc lên đèo, lên đỉnh Hấu Chua các bác. Trong vòng buổi trưa ngày hôm nay thì chỗ nhà bác Sò thì mấy anh em cũng gọi xi măng 30 gói về lên trên nhà của bác Sò để bác làm cái móng nhà của mình các bác. Hiện giờ thì mấy anh em cũng đã trở lên, chắc là cũng còn khoảng 2, 4, 6, 8 trở được 20 bao rồi các bác. Hiện giờ thì bác Sò và mọi người đang di chuyển xi măng lên trên khu vực ở phía trên nhà bác Sò rồi. Và xin mời các bác lên trên nhà của bác Sò để xem cái công tác di chuyển như thế nào rồi. Nhắc lên được đây, xe ơi là xe ơi. Ôi trời ơi. Đó lại không có ai. Nhiều quá. Yeah, đại ca mà. Có người. Ô, cái lì chả lì tao nè. Ô, mù sao. Cũng gần hết rồi các bác, còn là 2 chuyến nữa thôi, à, mỗi người 1 chuyến nữa rồi các bác. Bác Sò xuống 1 chuyến nữa, thằng Hoàng Anh 1 chuyến nữa là hết. Chậm rồi nha, chờ lắm đấy. Đấy, đây là lử đi kìa. Chỗ này các bác, chỗ này rất là trơn luôn. Cũng may là có hai anh cũng xuống kịp thời rồi, giúp lử kéo xe lên. Nếu đi một mình là không biết phải làm cách nào các bác. Xe thì rất là nặng, không nhấc lên được. Họ làm đường đây là họ đào vào à? Đó là họ về cứ này là lại cho chứ. Khi nào mà họ làm cái tuyến đường này thì bảo họ làm cho lại nhá. Đợt nọ mình làm thì mình làm đẹp mà. Để là không là cho là không được đâu. Như bỏ hết mà cứ là đưa là. Không là lại cho là không được đâu thật. Không được đâu. Tại vì bây giờ họ đang họ đào cống ấy các bác ạ. Được rồi thì họ đào cái cống nên là họ cũng đào luôn cái đường của các bác ở đây. Bác Sò cũng đã bảo với họ rồi, khi nào mà làm họ đổ bê tông cái tuyến đường này thì sẽ bảo mọi người họ làm sửa lại cái tuyến đường này cho bà con. Không được đâu. Còn là 1 chuyến nữa thôi đúng không? À, 2 người đây, 3 người đây 1 chuyến nữa. Hết là sợ mưa lắm. Không mưa được đâu, trời này không mưa được. Sợ lắm, tên là tí nó mưa nữa sợ lắm, 3 người. Thế là hôm qua là nghiền hết đống đá kia chưa? Đến là đủ móng mà, đủ cái chỗ kia là chỉ nhưng mà đủ để nghiền móng rồi đúng không? Ồ, đóng được nghiền móng đó. Qua mà khoa 2, 3, 4 ngày đấy kề là hết là đủ móng kề móng được không? Thế là cái chỗ cát kia là đủ để nghiền cái móng rồi. Đúng rồi. Thế ngày mai là bắt đầu khởi công là làm móng rồi à? Có mà ngày mai là thứ ba trụ nghiền đã nghỉ rồi. Mai chủ nhật. Bắt đầu thứ hai. Thứ hai thế làm tủa đấy còn xong làm móng để xếp là thạ cao cái này đi thạ cái này. Còn nào mà có để cho là không thạ này để khoa mà 2, 3, 4 ngày thì còn xong đấy. Đấy nè, bác Sò là cũng hôm nay là cũng có nhờ hai anh em ở bên nhà
cậu ra để chở xi măng các bác. Do các bác cũng biết là chỗ nhà anh Vừ và anh Xà, mọi người trên đấy thì cũng đang tấp nập để làm nhà. Còn chỗ anh Xính và anh Xính thì lại không có xe các bác. Thì hai bác Trơ và bác Xính già cái thì cũng không thể đi được xe được, nên là cũng không ra giúp bác Trơ được các bác. À bác Sò được. Đi nhanh thế. Hai thằng lại đi nhanh thế. Đường trơ lắm. Chậm đấy nhá. Thế là mọi lần là bác Sò chở một bao thôi đúng không? Bác Sò là tay lái là kiểu cũng có tuổi rồi, tay lái hơi kém hơn thanh niên một chút. Kiểu phản ứng nó chậm hơn một chút. Ủa bụi lắm, anh em không đeo khẩu trang à? Hả? Đấy, gấp bạt xong à, cầm lên nhà luôn. Thì các bác nhìn nó mấy đường rất là trơn các bác. Trong buổi sáng nay thì mưa thì nó không mưa to hẳn đó. Nó cứ mùa này nó cứ chỉ sương mù nên là rất là trơn đó. Nó bảo thay nha. Bác thỏ những người nha. Xe bác Sò yếu hơn đúng không? Bác mạnh nha. Bác mạnh nha. Rồi lên, mạnh lên. Rồi. Đi vô. Qua được không? Cố lên. Chậm đấy nhá. Hả? Úi dồi ôi. Đi số 1 vào. Số 1 nhá. Đâu lên. Lên. Bắt Sò kêu cứu. Ôi chậm rồi. Kiếp quá ông này. Nó từng đoàn khách lên du lịch rất là đông các bạn ạ. Tắc đường luôn này. Hà Giang bây giờ đang trở thành một trong những cái nơi mà thu hút được nhiều người lên du lịch các bác. Đúng không? Các bác này nếu như mà có dịp mà lên đến vùng cao, đặc biệt là lên Hà Giang ấy,
các bác có thể liên hệ cho hai anh em để hai anh em dẫn các bác đi, và có thể vừa đi từ thiện, có thể vừa đi du lịch. Hai anh em có thể dẫn các bác đi vào trong những cái thôn bản của bà con để trải nghiệm nhé các bác ạ. Chào Lý nhá. Không được à? Đấy, để cho anh ấy dắt ra. Đấy. Đổi xe à? Ờ. Xe này mới thế mà yếu đấy nhở? Xe bác sò là một trong mấy anh em mà xe mới nhất, xịn nhất mà yếu nhất cơ. Đi xuống để giúp bác sòm, không biết sòm lên được không ạ. Ui, đi trước đi. Vâng nhá. Hơi khó lái một chút. Vòng rộng quá bác sò. Mất đà rồi. Một, hai, ba, xe bác sợ yếu quá. Ờ. Lúc mình chờ. Xe mất đà hàng loạt các bác.
tứ ở đây rồi đi. Sao rồi? Hôm nay là một ngày bất ổn các bác. Xe bác sở yếu quá. Đi con xe gãy gãy kia khỏe hơn à? Này lại giao lò. Chào nhau. Ông coi nhá. Ừ. Rồi qua đoạn này là coi như là xấu rồi đó. Rộng vào. Con xe đen đen đâu rồi? Hả? Con xe đen đâu, không dùng con xe đen khỏe hơn. Bây giờ xe này xe cũng là cũng là ba đi là khỏe quá. Giống rồi. À thế à? Đường dốc quá các bác. Hai bao xi măng không lên được. Nên tập trung ở đây hết rồi bác sò. Hả? Xi măng tập kết ở đây hết à? Tập kết hết rồi.
Trình hai bắt đầu làm đó. Làm móng nhà đúng không? Ừ. Chơ. Chơ làm gì chơ? Nguyễn Tinh Kinh ơi. Nguyễn Tinh Kinh à? Nguyễn Tinh Kinh phải dậy đi học cơ. Lulu đấy, vây xi măng vào đi. Tối mưa vào là ướt hết đấy. Sao con đang không đi học à? Hả? Nó mình chỉ cần đó là hôm nay cuối tuần, hôm nay nghỉ rồi. Đây các bác à, lên trên nhà. Chỗ hôm qua thì chỗ nhà bác sổ đã ở nghiền bột đá trên này các bác ạ. Những cái bãi bột đá đây chúng ta, khối đá đây thì cũng đã nghiền hết rồi nha các bác. Đấy. Đây này để ngày kia thì sẽ làm vùi móng nhà. Cái này có vẻ là hơi to. Nhưng mà ua lúc là có chế lộn thì chiếu trái nhỉ. Làm móng nhà ấy thì không sao. Còn là nếu mà làm mạch nhà thì nó phải mịn một chút. Nên nhau chơi lò. À, xin chào nhá. Ờ, tụi. Hát xin có mỏ lò. Móng làm từ đây luôn đúng không? Chỗ này luôn à? Kè từ đây đi đúng không? Đến chỗ xe đỏ kia. À. Con này đã là con quá. Cái này con đầu từ đây trên này đã đủ 7 mét dưới đó. 7 mét rưỡi nữa. 7 mét dưới này. Đủ mềm nhất. Trên này là bác sẽ phải làm xong cái móng này, trên này sẽ phải đập thêm ấy. Chỗ này phải khoan thêm đúng không? Khoan thêm người ta không có bao nhiêu mà. Khối đây này sứt. Không có bao nhiêu á? Không có, trên cái tí nó. Ở trên kia thôi đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là cái chỗ này mà sẽ phải kè lên cao bằng cái chỗ kia, đúng không? Ừ. Sẽ cần là để hông nhậu đất để cho vào đây để chúng mua xì cái để vào để cho kia nó. Đúng rồi. Kê thả này. Nhưng mà cái đá này phải đập nhỏ ra này. Không đào đâu, đi đủ xi có bù là kề xi là được, không đào được quá to nên xét nhá. Nhanh hơn. Thì có tốn quá không? Có tốn sỏi quá không? À, đúng rồi. Sợ nó hơi tốn xi măng này, có tốn không? Không có xi măng có sợ đấy. À. Có xi măng có sợ đấy. À. Bác Sò cũng là một trong những người mà cũng hay đi làm quán nhà các bác. Thì bác cũng biết rất rõ về cái địa hình của nhà mình như nào. Đấy. Sẽ bây trên này là sẽ để cao hư còn là cũng đặt có thạ để cao đá cái này. Ôi, cẩn thận ném vào xe đổ nhá. Đá cái này không khua mà ha. Ờ. Trên này thạ trên này được không? Thôi làm như nào thì bác cứ làm thôi. À, đúng rồi. Ừ.
Thế bọn cháu hỗ trợ được cũng chỉ lên lên gọi là truyền tải cho những cái bác, các bác mạnh thường quân cũng như quý vị khán giả xem và có những cái đóng góp nào của các bác đấy thì kênh xin tiếp thu và cũng sẽ truyền tải đến chỗ bác Sò đó. Nhưng mà có nhớ là nhanh cái máy nhà đá này cũng không, con là sụt lâu sợ là sụt 3-4 ngày có một tuổi được là sụt xong cái này nhà một đá đầu nhanh hơn. Rồi đúng rồi, nhà mà nhà cũ cái này là đây này mong nhà cái chú Trá, không Trá đâu thì thả mà này, không Trá đâu mà xe rồi không Trá đâu. Đấy. Thế là thứ hai bắt đầu khởi công thôi nhỉ? Bắt đầu thứ hai thành công cái này là đất bà nữa là cái thợ này khua mà 3-4 ngày để xong. Khoảng 3-4 ngày. Chỗ này lên trên này là cũng gần được rồi. Đúng rồi, đó là đưa là cầu hết là không có bao nhiêu mà. Rồi thế cứ thế mà làm thôi. Vâng. Cái này đo hết rồi đây là không đo hết là không có bao nhiêu công này. Thôi đi vào nhà nhỉ? Vào nhà xem là chuẩn bị ăn cơm thôi. Ui. Hôm nay là bác nấu gì cho mọi người ăn đấy? Nấu cá mắm à? Cá mắm một ít phở đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cho ăn cơm nhá. Vâng. Ừ. Hôm nay bác Sò ăn ít phở đây các bác, vẫn còn một chút thức ăn này. Đây là cá mắm. Cá mắm này ăn ngon mà nhỉ? Ngon đấy. Hồi làm đường kia mấy anh em cũng ăn cá mắm này ăn với mẻ mén là ngon đốt lưỡi đấy. Rồi đúng rồi. Ừ. Con này hôm nay có là con là không làm nuôi ý được, không là các đường không làm được. Để mà cho thằng lành lành ra thằng mình để cho hai bao gạo để nó ở cơ này đấy nó ngon mà. Ngon chứ. Đây hai em này là cháu của bác Sò. Đúng rồi, của anh hay là có anh em là còn để hai con hai đứa con ấy để trả hơn là trả không cho hai. Ngày hôm nay rất may có hai em lên giúp bác Sò để vận chuyển xi măng lên hay các bác. Thế cũng do là mọi người thì cũng đang tấp nập để đi là cũng như làm nhà chỗ nhà anh vừa. Còn những người nào mà không có xe thì mọi người lại cũng chỉ có là bác Xính với bác Trơ và anh Xính thì những người cũng không có xe các bác. Nên là bác Sò đây thì bác Sò cũng nhờ hai cháu của mình lên giúp đỡ bác vận chuyển. Thế thôi bác cứ ăn đi nhá, ăn cơm nhá. Thứ hai làm thì cháu lại lên. Nếu nữa lên làm thì cháu lại lên. Thứ hai là bắt đầu khởi công làm nhà các bác. À khởi công làm móng nhà. Xin lỗi các bác. Tôi mua đường xi đang thành công là tao bẻ xong rồi. Hai ba người đấy là sẽ là cầm tuần nó còn làm sẽ được xong qua rồi. Cái xong là hơi lắm. Hôm nay có đông người lắm không? Không đấy. Hôm nay có đông người không? Hôm nay bán hôm nay không thứ... không có cái gì làm hôm nay làm móng nhà mà móng nhà nó có phải để nó từ nó gọi điện cho nó đông lê đông không lê đông đấy còn gọi điện cho cháu nhé. Ok có gì là để cháu còn biết nữa đếm số người để mua một thức ăn lên cho mọi người. Tại vì là số tiền của bác Sò, các bác mạnh thường quân vẫn còn mà. Tiền của bác, các bác hỗ trợ vẫn đang còn đây. Có gì thì bác phải alo cho cháu luôn nhá. Bà.